Xin kính chào quý anh chị các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Kênh chuyên order những cái dòng sản phẩm đến từ Nhật, từ Mỹ và từ Đức anh chị nhé. Thì anh chị nào đặt sản phẩm thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị với mẫu đồng hồ đến từ Nhật và từ Đức, bao gồm những hãng đồng hồ Olympianus, Orient và Invicta anh chị ạ. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị em đang để với mức giá 2 triệu anh chị ạ. Một mẫu đồng hồ được thiết kế dành cho những anh em nào có chu vi cổ tay tầm trung. Và mẫu đồng hồ này thì em cũng đã giới thiệu trên kênh của em rồi. Trong video này thì em sẽ giới thiệu qua cho anh chị. Em đang để với mức giá là 2 triệu này, mã F6 bên em. Mã quốc tế đối với sản phẩm này là OP89322GSX như chị nhé. Và anh chị thấy được thiết kế rất là đẹp luôn. Đây là thuộc dòng Sport Meter. Mặt đồng hồ có trải tia sunburst nha anh chị nhé. Kim cọc giờ của sản phẩm thì anh chị thiết kế cực kỳ đẹp này. Tất cả đều được mạ màu trắng rất là đẹp. Cọc giờ của sản phẩm thì anh chị có gắn đá ở bên trên nha anh chị nhé. Và gắn nổi trên mặt đồng hồ luôn. Nền màu xanh rất là đẹp luôn. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ. Phiên bản của mẫu đồng hồ này thì sẽ là phiên bản kính sapphire. Với phiên bản kính sapphire thì anh chị không phải lo về độ chống sức của đồng hồ nữa. Nịch ngày tại vị trí 3 giờ và anh chị thấy thiết kế phóng to hơn nha anh chị nhé. Anh chị có thể dễ dàng quan sát hơn. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ và cũng có logo của OP luôn anh chị ạ. Viền bezel của sản phẩm được thiết kế gấp khúc này, rất là đẹp luôn. Mẫu đồng hồ này được thiết kế theo kiểu dáng của dòng đồng hồ Rolex anh chị nhé. Nên là khi anh chị lên tay với dòng sản phẩm này thì rất là cổ điển luôn. Bên cạnh đấy thì màu sắc của sản phẩm là màu xanh. Nên khi anh chị lên cổ tay thì nó sẽ mang cái cảm giác trẻ trung hơn. Đó, rất là đẹp luôn. Phía bên cạnh là thiết kế là mạ bóng và anh chị thấy được thiết kế bo tròn cũng rất là đẹp nhé. Dây của đồng hồ thiết kế với 5 đường chỉ và đường chỉ bóng và đường chỉ phê xước anh chị ạ. Và anh chị thấy là ở giữa này thì sẽ có 3 đường chỉ bóng nhỏ hơn. Và với kiểu dáng dây này khi anh chị lên tay nó sẽ nhẹ nhàng và thanh lịch hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng sẽ có một vài cái điểm yếu như kiểu nó sẽ không được đầm tay như cái dòng đồng hồ thép đúc mà mắt nó hơi to một chút. Đây là khóa của đồng hồ cũng có giật logo. Em sẽ chiếu luôn đáy sau nhé. Đáy sau của sản phẩm này thì anh chị đấy là đáy kín anh chị ạ. Anh chị có thể quan sát được một vài thông số như là dòng máy của sản phẩm đây là 89322G. Và máy của Nhật, tem của Bộ Công an là tem chống hàng giả anh chị ạ. Olympianus và Stainless Steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ nhá. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 39,5mm. Bề dày của sản phẩm là 10,3 nhá. Em lên chu vi cổ tay 16 này. Nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay chỉ tầm khoảng từ 17 trở xuống anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ nhẹ nhàng. Và rất là trẻ trung và tinh tế. Thì anh chị nào đặt sản phẩm này thì cứ báo sớm giúp em nhé. Một mẫu đồng hồ với chỉ mức giá là 2 triệu. Và mẫu này thì có độ chống nước là 50m anh chị nhé. Thì anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường giúp em. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient. Và em đang để sản phẩm với mức giá là 3,4 triệu với mã là G6 nhé chị nhé. Mẫu này là phiên bản dây cao su và thiết kế dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung và to. Và anh thấy là mẫu đồng hồ này thiết kế rất là thể thao luôn. Phiên bản dây cao su của dòng The River của Orient anh chị ạ. Đây là dòng cụ thể là Marco XL2 nhé anh chị nhé. Mẫu này thì nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay ít nhất tầm khoảng từ 16 trở lên anh chị ạ. Viền bezel của sản phẩm được thiết kế là màu đỏ anh chị ạ. Và anh thấy là viền bezel khi xoay rất là êm tay luôn. Viền bezel này thì được thiết kế kiểu dáng viền nâng cưa này, rất là khỏe luôn. Kim cọc giờ của sản phẩm thì đều có dạ quang nhé anh chị nhé. Và dạ quang với dòng sản phẩm này rất là sáng luôn. Và anh chị thấy là trên mặt đồng hồ cũng có một vài thông số như là máy automatic này, chống nước là 23 là 200m nước nha chị nhá. Máy thì có đầy đủ lịch ngày và lịch thứ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh được bảo vệ và núm chỉnh cũng là kiểu dáng núm vặn cổ trai. Vì bên cạnh được thiết kế là bạ bóng này, dây cao su. Với dây cao su thì khi anh chị lên tay sẽ rất là nhẹ nhàng luôn. Nó sẽ không quá nặng như cái dòng đồng hồ dây kim loại anh chị ạ. Đây là khóa của đồng hồ nhé, tác tên sản phẩm đi kèm này, mã G6. Mã quốc tế đối với sản phẩm này là RA-AA0011B09C nhé anh chị nhé. Em sẽ chiếu luôn đáy sau. Đáy sau thì anh chị thấy là đáy kín rồi, anh chị có thể thấy được một vài thông số như là Action này, Made in Japan, Stainless Steel là viền vỏ thép không gỉ nhé. 23 là chống nước của sản phẩm, Water Resistant này. Ở đây thì là mã là F692. Cụ thể mã đầy đủ của máy này là F6922 nhé anh chị nhé. Bộ máy này thì là bộ máy 22 chấn kính và anh chị gặp ở rất nhiều những dòng đồng hồ thợ lặn của Orient. Đây là cái logo của dòng đồng hồ Orient, mặt sau của dây. Anh nhìn thấy mặt sau cũng được thiết kế rất là ôm tay luôn. Nên tay thì cũng rất là nhẹ nhàng với dòng đồng hồ cao su. Rất là thoải mái. Em sẽ đo luôn size mặt. Size 43,8mm. Bề dày của sản phẩm là 12,7 nhá. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Đây, khi em lên chu vi cổ tay 16 của em thì nó rất là vừa vặn rồi. Nên những anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên thì rất là đẹp.
Và với sản phẩm này thì kính vẫn là phiên bản kính khoáng anh chị ạ. Với phiên bản kính khoáng thì anh chị chú ý trong quá trình anh chị sử dụng nhé. Và mã máy ở đây thì em đang để với mức giá chỉ là 3,4 triệu cho một mẫu đồng hồ thợ nặn. Với những mẫu đồng hồ thợ nặn này thì là núm chỉnh của đồng hồ vẫn là núm vặn cổ chai nhé anh chị nhé. Nên khi anh chị chỉnh thì anh chị phải vặn núm cổ chai ra giúp em. Mẫu thứ ba mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này em đang để với mức giá là 4,1 triệu. Và đây là bộ máy đồng hồ Oren Marco 3 anh chị ạ, phiên bản mặt màu đỏ mận. Và em đang để mức giá là 4,1 triệu này, mã H6 này. Mã quốc tế đối với sản phẩm này ở đây là RA cái ngang AA0003R19B nhé. Mẫu này thì em thấy là sẽ dành cho những anh em nào có chu vi cổ tay tầm trung và to này. Và đặc biệt là với sản phẩm này thì là cọc kim của sản phẩm có thiết kế dạ quang rất là đẹp luôn. Cọc giờ thực thiết kế khá là to bản, đầy đủ định ngày và định thứ tại vị trí 3 giờ, đúng chỉnh tại vị trí 3 giờ. Và cũng có logo, và anh chị thấy là sản phẩm này được thiết kế mang cái cảm giác gọn gàng hơn với phiên bản Marco XN dây cao su mà em vừa giới thiệu cho anh chị. Viền bezel của sản phẩm là viền màu đen và viền này thì có thể xoay được theo một chiều. Và viền bezel thì anh chị thấy được thiết kế theo kiểu dáng khứa, nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Và khi anh chị nhìn với mẫu đồng hồ này thì cho sẽ cảm giác hiền hơn với mẫu đồng hồ Oren Marco XL nhé. Đây là viền bên cạnh được thiết kế là mạ bóng này, dây là thiết kế là dây thép đúc nguyên khối và là thép phay xước này. Đó, em sẽ chiếu luôn đấy sau luôn. Và kính của sản phẩm là phiên bản kính sapphire nhé. Với mẫu đồng hồ Oren Marco 3 thì kính của sản phẩm đều là phiên bản kính sapphire rồi. Cũng có logo chữ Oren ở đây. Đáy sau của dòng đồng hồ này thì anh chị thấy là đáy kín đấy chị ạ. Anh chị thấy là biểu tượng của dòng đồng hồ thợ nặn nhé. Cái mã vừa nãy em cũng có cái biểu tượng này. Cũng có tem của Oren này. Water Resist là 23, Stainless Steel là viền vỏ dây, thép không gỉ, kính sapphire crystal, máy Epson, số series và máy của Nhật. Em sẽ đo luôn size mặt nhé. Size ở đây là 41,6mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 13,1 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 luôn. Khi em lên chu vi cổ tay 16 rất là đẹp anh chị ạ. Với mẫu này thì em thấy là chu vi cổ tay của các anh nam tầm gần 16 trở lên là đeo sẽ rất là đẹp nhé. Mới mẫu đồng hồ Oren Marco. Và máy của đồng hồ thì cũng là bộ máy F6922 nhé chị nhé. Bộ máy rất là quen thuộc rồi. Máy này thì cũng có đầy đủ chức năng lên cót tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ. Và với mã máy này thì kính của nó là phiên bản kính sapphire rồi. Một cái trang bị rất là cần thiết trong một mẫu đồng hồ Oren thợ nặn. Mẫu thứ tư mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu hoàn toàn mới luôn. Em đang để với mức giá là 1,7 triệu này. Với mã là Y6 bên em nhé. Mã này là phiên bản máy pin của Invicta anh chị ạ. Mã này lần đầu tiên xuất hiện và em cũng mới nhập về thôi. Và em đang để với mức giá cũng rất là tốt cho anh chị nhé. Một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là đẹp ấn tượng. Và anh chị thấy là sản phẩm này thì nó là sản phẩm được mạ vàng 18K anh chị ạ. Em sẽ để thông số ở trên màn hình để anh chị có thể dễ dàng quan sát hơn. Và mẫu này thì anh chị thấy được thiết kế là được màu vàng và viền bezel là viền màu xanh nhé, tạo nên một sản phẩm vừa khỏe vừa trẻ trung. Và kim cọc giờ của sản phẩm thì đều có dạ quang anh chị ạ, định ngày tại vị trí 3 giờ, sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ. Viền bezel cắt vát cũng rất là đẹp này, viền bezel có thể xoay được theo một chiều nha anh chị nhé. Cũng có dập chìm trên Victa bên cạnh này. Dây của đồng hồ được thiết kế là thiếp đúc nguyên khối và anh chị thấy là giữa là mạ được mạ bóng nhé. Đây là núm chỉnh thì cũng được dập logo và được bảo vệ anh chị ạ. Và em đang để với mức giá là 1,7 triệu với mã Y6 này. Mã quốc tế đối với sản phẩm này ở đây thì nó sẽ khác ở trên hộp của nó nhé anh chị nhé. Và mã của nó ở đây là 14124 nhé anh chị nhé. Thì anh chị đặt sản phẩm này thì inbox sớm qua Zalo bên em. Một mẫu đồng hồ máy pin nhé. Em sẽ chiếu luôn qua đáy sau để cho anh chị có thể dễ dàng quan sát máy hơn. Đây là bóc khóa. Cũng có dập chìm trên Victa và kèm logo này. Đáy sau thì là đáy kín rồi. Anh chị thấy là một mẫu đồng hồ Pro Driver. Và ở đây nó sẽ có một vài thông số như Stainless Steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ, chống nước là 200 mét nước và mã máy là 14124 anh chị ạ. Anh chị thấy là Vanuatu ở ngoài viền này cũng được thiết kế rất là cách điệu luôn. Tạo nên một sản phẩm độc đáo và mới lạ cả từ đáy sau của đồng hồ nhé anh chị nhé. Cũng có dập chìm trên Victa ở dây này. Em sẽ đo luôn size mặt nhé. Size ở đây là 39,8mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 13,1mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 luôn. Nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống thôi anh chị ạ. Em lên chu vi cổ tay 16 thì rất là đẹp rồi. Đặc biệt là với phiên bản là dây màu vàng nữa thì khi anh chị lên tay nó rất là sáng tay luôn. Mặt đồng hồ có trải tia sân bớt nhé. Mặt nền bên trong thì được thiết kế giống như màu của chai rượu vang nhé anh chị nhé.
màu vàng cũng rất là đẹp luôn, đặc biệt là khi anh chị đi ra ngoài ánh sáng. Và em đang để với mức giá chỉ là 1,7 triệu cho một mẫu đồng hồ máy pin của Invicta. Chất liệu mạ của sản phẩm ở đây thì được mạ vàng 18K nhé. Và bên cạnh đấy thì là kính của sản phẩm vẫn là phiên bản kính khoáng thôi anh chị ạ. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này, em đang để với mức giá là 2,1 triệu nhé, với mã là K6 bên em. Mã này thì em cũng đã giới thiệu trên kênh của em rất là nhiều lần rồi. Và hiện tại thì em đang sẵn hàng nên em giới thiệu thêm cho anh chị một mẫu đồng hồ Invicta Pro River. Và ở đây thì anh chị thấy là được thiết kế là màu vàng luôn, mạ màu vàng nhé anh chị nhé. Máy automatic, mã máy là 24762 anh chị ạ. Em sẽ mở hộp để cho anh chị tham khảo luôn. Phiên bản màu hộp rất là sang luôn. Đây là sổ đi kèm. Mã này thì là size mặt 40mm anh chị ạ, nên nó sẽ dành cho những anh em là có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống thôi. Mặt đồng hồ được thiết kế là mạ màu vàng. Ở viền bezel thì được mạ màu vàng hồng nhá. Nền bên trong và dây thì được mạ màu vàng chanh anh chị ạ. Mặt thì có chảy tia sunburst kim cọc, đều có dạ quang này. Tất cả các chi tiết ở trên mặt đồng hồ thì đều được bo màu vàng hồng hết anh chị ạ. Cũng có lịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Bộ máy này thì vẫn là bộ máy NH35A, máy 24 chấn kính anh chị nhé. Có đầy đủ chức năng có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ. Tại đây thì anh chị có thể nhìn thấy một vài thông số như là automatic này, professional là dành cho những cái thợ nặn chuyên nghiệp nhé. Và ở đây là chống nước 200m nước luôn anh chị ạ. Và mã bên em là K6 này, mức giá 2,1 triệu. Mã quốc tế ở đây là Invicta 24762 nhé anh chị nhé. Bên cạnh này có dập chìm trên Invicta nhé anh chị nhé. Dây được thiết kế là thép đúc nguyên khối và anh chị thấy ở giữa thì được mạ màu vàng nhé. Mạ bóng luôn anh chị ạ. Đây là khóa này, cũng có dập chìm logo chữ Invicta. Đáy sau với dòng đồng hồ này thì là đáy hở kính rồi. Thì bộ máy ở đây thì anh chị thấy là bánh đà màu vàng này cũng có khắc một vài thông số như là MH35A, em đã có nói qua rồi, 24 chuyến kính này, dập chìm trên Invicta này, stainless steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ nhá. Ở đây thì anh chị thấy mã máy là 24762. Water resistant ở đây thì là 200m nước. Đây là mặt sau của dây, thì anh chị có thể dễ dàng chỉnh dây tại những cái vị trí bên trong này giúp em nhé. Tất cả dây cũng được bọc anh chị ạ. Em sẽ đo lại size mặt nhé anh chị nhé. Size 40mm. Bề dây của sản phẩm là 14,5mm. Em lên chu vi cổ tay 16 luôn anh chị ạ. Khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì nó rất là vừa vặn rồi. Nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống anh chị ạ. Thì anh chị nào đặt sản phẩm này thì cứ báo sớm giúp em nhé. Kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kính khoáng anh chị ạ. Với phiên bản kính khoáng thì anh chị nên hạn chế va chạm để kính của đồng hồ sẽ được bảo vệ. Mẫu đồng hồ Invicta với mức giá là 2,1 triệu. Em lại tiếp tục giảm giá cho anh chị trong video này anh chị ạ. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ đến từ Nhật, từ Mỹ. Thì anh chị nào đặt sản phẩm nào thì kênh book sớm qua Zalo bên em nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại.